Vào khoảng 11 giờ 34 phút ngày 4 tháng 4 năm 2024, tại một khúc cua trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hưng Vinh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, một chiếc xe máy do một học sinh điều khiển đã bất ngờ tăng tốc và lấn thẳng sang làn đường ngược chiều để vượt xe tải phía trước. Trong khi đó, một chiếc xe máy khác di chuyển với tốc độ cao cũng đang lao tới từ hướng ngược lại. Tình huống bất ngờ khiến người điều khiển chiếc xe này không kịp phản ứng, tông thẳng vào xe máy của em học sinh. Sau cú va chạm, cả hai nạn nhân trên xe máy bị thương nặng và đã được người dân gần đó hỗ trợ gọi xe cấp cứu, đưa tới bệnh viện. Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ngày 15 tháng 4 năm 2024, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1991 để điều tra, làm rõ hành vi chém vợ cũ và một người khác bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 tại một tòa khu chung cư trên địa bàn phường Tây Mỗ. Do mâu thuẫn trong việc nuôi con, Trường đã dùng dao chém vợ cũ là chị em H và chị TH là bạn của vợ cũ, làm hai người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Trường đã đến công an phường Tây Mỗ đầu thú. Hiện cơ quan công an quận Nam Từ Liêm đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội để xử lý nghiêm Nguyễn Xuân Trường theo quy định pháp luật. Vào khoảng 14 giờ 10 phút ngày 14 tháng 4 năm 2024, nhiều người dân sống ở ấp 7 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành bất ngờ thấy lửa và khói cuồn cuộn bốc lên từ trong đám cây trên phần đất rộng hàng ngàn mét vuông gần đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường để dập tắt ngọn lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bùng phát và cháy lan rộng ra do tại đây có rừng cây bạch đàn, cây tràm và nhiều loại cỏ dại dễ cháy. Cột khói bốc cao bao phủ khu vực rộng lớn trên tuyến đường cao tốc, khiến tầm nhìn của các lái xe bị hạn hẹp. Đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, nhiều xe chữa cháy và thiết bị chuyên dụng kịp thời có mặt tại hiện trường. Hơn 30 phút sau ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun xịt làm mát để chống cháy lan. Ngày 11 tháng 4, mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh dễ thương và đoạn video clip ngắn ghi lại khoảnh khắc đốn tim của một người thầy tự mình khiêng thùng nước đá và nước ngọt mang đến lớp học cho các bạn sinh viên giải khát trong cái nóng oi bức của thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 4 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ 3 nghi phạm để mở rộng đường dây bắt trộm và tiêu thụ chó. Chỉ trong vòng chưa đến 4 tháng, băng nhóm trên gồm Nguyễn Văn Điều, 46 tuổi, Nguyễn Văn Duyệt, 24 tuổi và Nguyễn Văn Cương, 26 tuổi đã trộm và tiêu thụ hơn 2 tấn chó của người dân. Qua khai nhận, Điều sẽ cung cấp các dụng cụ kích điện, băng keo, xe máy biển số giả để đàn em hành nghề. Chó được các nghi phạm trộm từ nhà dân sẽ được Điều thu mua rồi đem đi các nơi tiêu thụ. Từ tháng 12 năm 2023 đến nay, nhóm của Điều đã thực hiện hơn 50 vụ trộm và tiêu thụ chó trên địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc và thành phố Vinh, với tổng khối lượng chó trộm được hơn 2 tấn. Khoảng 11 giờ 20 phút ngày 14 tháng 4 năm 2024, Nguyễn Hữu Thoại, 30 tuổi, ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đi xe máy đến một tiệm vàng trên đường Phan Văn Mãn, thị trấn Bến Lức, hỏi mua một chiếc lắc vàng. Khi chủ tiệm đem lắc vàng ra, Thoại liền giật lấy chiếc lắc bỏ chạy ra xe máy đậu trước cửa tiệm. Chủ tiệm vàng tri hô cướp. Anh Nguyễn Văn Hiếu là dân phòng thị trấn Bến Lức, đang ở gần đó cùng 3 người dân xông tới khống chế, bắt gọn Thoại giao cho công an huyện Bến Lức. Bước đầu, Thoại khai do thiếu nợ. Trên đường đi từ thành phố Hồ Chí Minh về nhà ở Tiền Giang, đã nghĩ ra việc giả vờ mua vàng rồi cướp. Khi phát hiện tiệm vàng ở thị trấn Bến Lức, Thoại đã qua lại quan sát nhiều lần trước khi thực hiện vụ việc, nhưng bị bắt khi chưa kịp tẩu thoát. Hàng chục người chơi hụi mang theo quan tài, vàng mã kéo đến trước nhà chủ hụi để gây áp lực đòi nợ. Theo điều tra ban đầu, do bức xúc trước việc chủ hụi là bà Ngô Thị Loan Chi đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Tại căn nhà của bà Chi, dù đã đóng kín cửa nhưng các con hụi vẫn mang quan tài, chiếu xanh, cáo phó kèm khung ảnh thờ là hình của bà Chi để đặt trước nhà. Ngày 15 tháng 4 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã bắt giữ 18 người với hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong số này, 13 người được khởi tố trực tiếp về tội gây rối trật tự công cộng, 5 đối tượng khác, bao gồm cả người bán quan tài và thợ ảnh, cũng bị khởi tố với vai trò đồng phạm. Vào ngày 18 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã khởi tố và bắt giữ bà Ngô Thị Loan Chi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ án này. Hiện, cơ quan này đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ vụ án. Tối ngày 14 tháng 4 năm 2024, trên đường huyện lộ 31,
đoạn thuộc địa bàn xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ba gác và xe máy. Hậu quả vụ tai nạn là một người đàn ông tử vong tại chỗ, phương tiện bị hư hỏng sau tai nạn. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn kể lại, xe ba gác có chở theo gốc hoa kiển đang lưu thông trên đường huyện lộ 31, hướng đi từ quốc lộ 1A về tỉnh lộ 866. Cùng thời điểm này, xe máy do một người đàn ông hơn 60 tuổi điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại và loạn choạng tay lái khiến hai phương tiện va chạm vào nhau. Cú va chạm làm người đàn ông cùng xe máy té ngã xuống đường, còn chiếc xe ba gác cũng bị lật ngang nằm chắn ngang trên đường huyện lộ. Sau tai nạn, người đàn ông tử vong tại chỗ, còn phương tiện bị hư hỏng. Thời điểm xảy ra tai nạn, tại đoạn đường này có đèn chiếu sáng, nhưng đèn không hoạt động nên đoạn đường rất tối tăm. Một nam thanh niên đã đâm quản lý của một tiệm game bắn cá để cướp tiền. Sự việc xảy ra vào ngày 12 tháng 4 tại một tiệm game bắn cá ở phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là anh Ti, sinh năm 2000. Người đâm anh Ti được xác định là một khách hàng của tiệm. Nam thanh niên này sử dụng dao đâm anh Ti và đe dọa yêu cầu anh này đưa ví tiền. Trong cảnh hoảng sợ, anh Ti đã đưa ví tiền có hơn 10 triệu đồng cho tên cướp. Sau khi có tiền, đối tượng đã vứt dao và tẩu thoát. Anh Ti đã được người dân đưa đi cấp cứu sau đó. Công an phường Thuận Giao đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra và truy bắt tên cướp. Hiện vụ việc đã được chuyển sang công an thành phố Thuận An để tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật. Ba đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, huyện Can Lộc và thị xã Kỳ Anh vừa bị công an huyện Can Lộc bắt giữ. Đó là Trần Trọng Châu, Nguyễn Hữu Bảo, cùng chú tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Thanh Nam, chú tỉnh Nghệ An. Đêm ngày 9 tháng 4, hai đối tượng đã trộm cắp một chiếc xe máy tại huyện Can Lộc rồi bán cho Nam, là chủ cửa hàng sửa chữa xe máy ở thành phố Vinh. Tối ngày 11 tháng 4 năm 2024, hai đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp một chiếc xe máy của người dân ở gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Khi hai đối tượng đang trên đường đi tiêu thụ chiếc xe thì bị công an huyện Can Lộc bắt giữ. Tại cơ quan công an, Trần Trọng Châu và Nguyễn Hữu Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai nhận ngoài thực hiện hành vi trộm cắp hai chiếc xe máy trên, trước đó cả hai đã trộm cắp hai chiếc xe máy và ba điện thoại khác của người dân.